xứ Thanh vốn là miền địa linh nhân kiệt, nơi có núi sông diễm lệ, cũng là mạch đất quý sinh ra nhiều bậc vĩ nhân mà tên tuổi đã tạc vào sử sách. Từ xa xưa cho đến ngày nay, các thế hệ người Thanh Hóa đã cùng đồng bào cả nước kiến tạo nên những giá trị lớn lao kỳ vĩ, có phần làm nên bề dày truyền thống đáng tự hào của dân tộc Việt Nam ngàn năm văn hiến, làm nên danh tiếng một vùng đất xứ Thanh rạng rỡ sử vàng. Trên vùng đất này, ở mỗi thời kỳ lịch sử đều xuất hiện những con người xuất chúng. Công huân sự nghiệp của họ luôn sáng mãi trong lịch sử quê hương, đất nước. Trong số những tên tuổi được ghi vào sử sách, được nhân dân ngưỡng mộ, biết ơn là cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Dân tộc ta đã đúc kết một chân lý nổi tiếng: có nhân, có trí, có anh hùng. Đảng ta, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi đoàn viên, thanh niên cộng sản, mỗi người Việt Nam yêu nước đều có sẵn những nhân tố tốt đẹp ấy. Mỗi người hãy thi đua làm việc vượt mức, mỗi địa phương hãy tập trung hoàn thành tốt những công trình trọng điểm. Giai cấp công nhân và nông dân, các nhà trí thức, những đội thanh niên xung phong tình nguyện đang anh dũng sản xuất và công tác, mở đường Trường Sơn và chinh phục biển cả. Các chiến sĩ lực lượng vũ trang trong nhân dân ta trên mọi miền đất nước hãy sáng tạo một cao trào cách mạng mới, hoàn thành xuất sắc và toàn diện kế hoạch năm 2000. Cao trào cách mạng ấy chắc chắn sẽ tạo nên lớp lớp những người anh hùng mới từ trong thế hệ trẻ hôm nay và cả thế hệ đã trải qua những năm tháng chiến đấu hào hùng. Đó chính là cách tốt nhất, thiết thực nhất để kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước và tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 2 giờ 52 phút ngày 7 tháng 8 năm 2020, tức ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi. Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Lê Khả Phiêu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu với nghi thức quốc tang. Thế là con đã đi xa, thế là con lại bôn ba đất trời. Buồn thương sông Mã lặng trôi, dòng họ nức nghẹn bùi ngùi nhớ thương. Quê hương bao nỗi vẫn vương,
thông nghiêng bóng bên đường chờ ai, rừng thông nghiêng bóng bên đường đợi con. Quê hương như tấm lụa vàng, xứ Thanh quê mẹ muôn vàn, muôn vàn yêu thương. Xứ Thanh quê mẹ đang chờ đón con. Đông Sơn phạt nắng xót thương, Đông Khê gió lặng vô thường, vô thường vẫn lay. Ngăn sao những giọt lệ gầy, cay trong khóe mắt mặn đầy vành môi. Hóa thân thành áng mây trôi, xuôi về quê mẹ ôm trời xứ Thanh. Trời xứ Thanh.